Đây là hộp trang điểm cho món ăn. Ở bên ngoài này chúng ta có hai cái hộp nhỏ, rồi để rất nhiều thứ khác nhau được. Các bạn có thể để cái dây này, đây là cái dây để buộc nguyên liệu rồi thì kết nối nguyên liệu với nhau. Các bạn chẳng biết bao giờ là mình sẽ cần đến đó cả. Rất nhiều lúc ta sẽ phải buộc cái loại buộc rốt rồi thì giấy, rất nhiều thứ khác nhau lại với nhau được. Cái này rất lợi hại, tháo ra này, nếu đổi trong một cái rất là dễ, nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi nhưng mà rất là tốt cho công việc chụp ảnh của mình. Đây là cái hộp mà tôi mua ở trong Metro, các bạn có thể vào Metro mua được. Nó rất là nhẹ và gọn gàng, các bạn để cất máy ảnh ở bên trong này cũng được, xách đi. Cái này đương nhiên không phải để ngoài tai đâu, cái này để lau đĩa. Khi mà các bạn giọt ra một giọt sốt ở trên đĩa thì bạn có thể sử dụng cái này mình lau rất là nhẹ nhàng để nó biến mất ngay rất được. Đây thì sau đó mình sẽ cất trở lại chỉ phút này. Bên trong mình có gì? Rất nhiều thứ. Bơm kim tiêm để bơm sốt, cái là hút sốt, bơm sốt làm rất nhiều việc. Cái tong, cái này để gắp hoa trang trí này, rồi thì các loại hớp này mình cho vào trong cái cốc ấy. Những cái cốc nó rất là sâu, mình có thể sử dụng cái này mình cho vào bên trong được. Gắp ra rất là dễ dàng và nó không bị động chạm gì đến đồ ăn bên trong cả. Rất là tiện lợi. Cái đấy nhổ các bạc không ạ? À đúng rồi ạ. Anh nhổ các kiểu luôn được. Đúng rồi, nhất là phẩm các đũa. Đũa cũng giống như cái này, nhưng mà cái này nó hay hơn chúng là mình chỉ vất một lực là bóp nó vào thôi chứ không vất lực đẩy ra. Nhưng mà đũa thì nó đôi khi nó sẽ, nếu các bạn bị rung tay thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Cái này cũng rất là cần. Kéo cũng không bao giờ thiếu được cả. Đối với cái việc mà chụp ảnh nó ăn chuyên nghiệp. Cái này sử dụng trong rất nhiều thứ, cắt các loại dây này rồi thì cắt micro herb này, các loại hoa này mình đều có thể sử dụng kéo để cắt được. Một loại thau khác nhỏ hơn, cái này gắp xương cá này, rồi gắp những cái loại nhỏ đi đi giống như là sô cô la này, rồi thì loại điêu gắp rất nhỏ. Đầu này thì có một cái thìa bụng xốp. Cái này để làm gì các bạn biết không ạ? Để tạo có hình của quả trứng sống ấy. Các bạn dùng cái này đập một cái xuống thì cái lưỡi của nó đây rất là sắc, nó sẽ cắt một cái lớp vòng tròn xung quanh quả trứng và lấy cái nhân bên trong là rất là dễ, rất tiện lợi. Xin tre tăm mình có thể dùng để kết nối các cái đồ ăn lại với nhau, giống như là cái thịt xiên này, rồi thì burger mà được dùng cắm được. Bạn không biết là mình sẽ cần nó vào lúc nào đâu, nhưng mà nó sẽ rất là tiện dụng. Dây những cái đi bộ này mang ra ngoài đường hơi khó, 141 sẽ bắt. Không bắt được đâu anh ạ. Có dao, có đầy đủ đồ ở này. Đấy, tôi có giấy bạc. Các bạn để làm gì ạ? Giấy bạc đôi khi các bạn muốn làm phản ánh sáng cho đồ ăn ấy, ví dụ ở phía bên kia Bảo Khánh hướng dẫn các bạn là chỗ nào góc nào tối mình sử dụng giấy bạc, mình sẽ cuộn nó vào trong cái miếng bìa như này, lập nó lại, sau đó thì sẽ đặt ở phía bên cạnh miếng đồ ăn, nó sẽ giúp cho phần ánh sáng nó sẽ làm sáng hơn cái phần góc tối của các bạn nhìn đấy. Tiện lợi. Cái này cái kẹp, trong trường hợp mà các bạn không có ai giữ đồ ăn cho mình thì mình có thể dùng kẹp này đặt xuống đây, nó sẽ tự các bạn không cần phải động tay động chân gì vào. Cả ngày xưa khi mà tôi chưa có cái này ấy, tôi toàn phải một tay này giữ này, là một chân gác lên ghế rồi đứng các kiểu luôn để mà ra đồ bức ảnh. Nhưng bây giờ sử dụng cái này rất tiện lợi. Đúng không? Kẹp nhá, cái này các bạn thể mua ở các cái cửa hàng kỹ thuật. Nếu mua cái này rất tiện lợi. Găng tay rất cần thiết. Đôi khi nó hơi to quá so với tay của bạn nhưng mà không sao cả, mình vẫn cứ phải sử dụng thôi. Găng tay thì đeo vào làm việc rất là dễ. Mình có thể sử dụng găng tay nhựa, ni lông hoặc là dùng găng tay cao su. Tôi thích sử dụng găng tay cao su hơn vì găng tay cao su nó rất là vừa khít với cả tay của bạn, cảm giác nó rất là thuần, đúng không ạ? Lấy ra thì cũng dễ dàng, rất tiện lợi, rất thủ giác. Khăn này để lau đĩa khi mà sốt nó rớt ra rồi thì vệ sinh mặt bàn, các bạn rất là cần khăn. Thích là màu. Cái này tôi thích nhất này, đây là cái cốc đong, tôi mua ở trên chợ Đồng Xuân chỉ có 20.000 thôi. Cái này để đong dầu này rồi thì các cái dung dịch
lọc, nó là 100ml thôi, mọi thứ rất là nhỏ, như là mình chỉ chăm sóc cho một cái đĩa đồ ăn nhỏ này thôi, mọi thứ cũng rất là nhỏ, tiện lợi làm sao đặt được một cái hộp như thế này. Một cái hộp này nó có giá là 230 mấy nghìn tại khu vực trong Metro, rất là nhẹ nhàng, mang đi cho công việc rất là tốt. Ngoài ra thì tôi có cả một cái bình xịt dầu ăn. Ở bên này thì khi mà các bạn làm những cái món ăn mà nó cần nhiều cái giọt xương ở trên nước, trên lá chẳng hạn, thì cho nước bên trong này. Và nước bên trong, sau đó mình xịt thôi. Không phải ngoài nhé. Tôi có một cái thìa thùng lúc nãy cũng xếp cất ở đâu mất rồi. Cái thìa thùng đấy cũng để vớt phẩm từ trong cái bát nước dùng hay là nước sốt ra, rất là tiện lợi. Ok, hôm nay tôi chỉ giới thiệu qua các bạn những cái công cụ cơ bản như này thôi. Các bạn nhớ ghi chép lại hoặc là các bạn sử dụng lại trong đầu, khi mà về nhà mình nhớ mua đầy đủ nguyên liệu. Những chủ cụ như này thì mình cũng công việc sáng tạo như này của mình nhà hả? Không cần thiết là phải có ngay các đầu trứng này mua đâu. Cái này chắc là đặt ở trên eBay hay là Amazon rồi. Không nhất thiết lúc nào các bạn cũng phải đầy đủ những cái bộ như thế này, các bạn sưu tập nó dần dần, mỗi ngày một tí thì kiểu gì nó sẽ đầy. Ok, xong phần của tôi rồi. Rồi các bạn đến tham gia buổi hôm giờ ngày hôm nay, các bạn trong buổi gần đây nhất.